Thảo xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay Thảo vừa mới phát hiện ra một cái tiệm tóc rất là bự và hoành tráng ở tại khu vực Houston, Texas. Thì sẵn hôm nay tóc cũng hơi dài thôi, Thảo sẽ vô đây cắt tóc luôn rồi sẵn dẫn mọi người đi xem luôn. Cái tiệm này tên là MK Hair Studio and Barber nha các anh chị. Cái tiệm này phải nói là Thảo ở Houston cũng lâu rồi đó mà chưa bao giờ thấy cái tiệm tóc nào nó bự và nó đẹp giống như cái tiệm này. Đó, xin mời mọi người vô đây chung với Thảo ha. Đây, thấy chưa? Cái khu vực chào khách thôi là nguyên một cái khu vực nó nhìn nó rất là hoành tráng đúng không ạ? Trang trí rất là đẹp, rất là sang trọng. Đây là những cái khu vực để mà khách ngồi đợi tới lượt đi vô nè. Nó rất là rộng rãi và rất là đẹp đẽ. Sở dĩ là hôm nay Thảo đi nó hơi sớm cho nên là chưa có nhiều khách lắm. Ở đây mới có một khách ở trong kia thôi. Bên này có những cái tủ trưng bày những cái sản phẩm dưỡng tóc nè các anh chị. Đó, rất là xịn sò, nhìn rất là chuyên nghiệp và rất là nhiều loại sản phẩm khác nhau, phù hợp cho nhiều loại khách hàng khác nhau và nhiều cái nhu cầu khác nhau ha. Đây là cái khu vực reception ha. Tiệm này cũng là một khách hàng của công ty Fastboy nè. Đang xài cái sản phẩm Go Check-in của công ty nè. Công ty Fastboy, cái sen này là cái sen cũ rồi nè. Không biết chị chủ có biết là công ty có cái sen mới đẹp đẹp hơn chưa mà chưa có update, vẫn còn xài cái sen cũ nè. Hay chắc lát cắt tóc xong Thảo sẽ về theo đề nghị tặng cho tiệm này một bộ check-in mới nhìn nó đẹp đó. Đây nè, đây là cái khu vực reception để mà đón khách, tiếp khách, nhìn cũng rất là chuyên nghiệp và rất là hoành tráng ha. Ở đây có thể có đủ chỗ cho hai reception đứng và tiếp khách được để mà book hẹn này kia. Ở đây là nước là sẽ mời khách uống free, không biết free không, không biết, lát vô trong hỏi. Để thôi mình ráng lon mình uống thử coi. Rồi lấy nước suối đi. Rồi, mình sẽ tiến vào phía bên trong này sẽ là khu vực làm tóc ha. Đó, thấy hoành tráng chưa? Thảo ở đây ở Houston lâu rồi mà chưa thấy cái tiệm tóc nào hoành tráng nó giống vậy đó các anh chị, rất là rộng ha. Mình đếm sơ sơ là có khoảng 8, 9, 10, 10 cái station gì đó, nó ở đây. Mỗi station này sẽ cho một người thợ làm. Trời, tiệm này rộng quá mà thợ đâu mất tiêu hết trơn người ta. Chắc là chui vô trong phòng kia nghỉ rồi. Mình đi hơi sớm đây nè. Trong khu vực này là có trang trí bức tường, khung cảnh này kia nè. Rồi khu này là khu gội đầu. Sau khi mà cắt tóc thì có thể lên đây nằm gội đầu. Lát Thảo sẽ nhờ cái cô nhân viên ở đây cắt tóc giùm. Rồi nhiều khi lên đây gội đầu luôn. Lên màn hình luôn, lên hình luôn. Rồi đây các anh chị mới bắt cóc được chị quản lý manager ở tiệm đây. Dạ. Chị đeo cái mic này cho em ha. Chị không biết chị tên gì chị ha? Mình tên là Mary. Thì coi như là mình coi cái tiệm này cho người em. Thì tiệm này đã mở từ hồi tháng 1. Cho đến bây giờ thì khách hàng thì cũng ok, mỗi tuần mỗi ngày đều mỗi tuần đều có khách mới hết á. Tuần nào mình cũng có khách mới rồi khách Google họ lại cũng đông, rồi khách mình quảng cáo lên tại vì tiệm làm rất là good nên khách hàng nó giới thiệu rất nhiều. Nhiều người họ mua tới gần cái area này á, họ gọi cái là họ thấy mình 5 sao good, cái là họ tới liền, họ tới họ thử. Cái tiệm đẹp mà cái giá nó cũng không quá cao nên mỹ trắng rồi họ vô họ thích là happy, tại vì cái tiệm nó sạch sẽ và tiệm đẹp mà mình đối xử với khách hàng rất là ok. Rồi thì mình có dùng hệ thống Go Check-in để mình gửi tin nhắn này kia gì cho khách họ review cho mình rất nhiều. Tại mỗi người khách ra là mình đều chụp hình xong rồi cái mình nhờ họ cái họ review, họ không có mai. Thì mẹ em thấy hoành tráng lớn vậy không biết mình bill hết nhiêu tiền. Cũng khoảng 4-500 something like that. 4-500 ngàn, tiệm tóc mà 4-500 ngàn đô nha các anh chị. Tiệm hoành tráng quá, không biết em xin vô làm thợ cuối tuần có tham được không? Bây giờ thì cắt tóc đàn ông á thì họ cần á, tại vì ở đây mình về hair studio với barber thì Mỹ nó nhiều người trẻ đó, họ thích những cái style mới. Thà nói giỡn vậy thôi các anh chị, chứ ở đây là thật sự họ cũng đang tuyển thợ nha. Các anh chị nào mà cắt tóc mà có chuyên môn, có kinh nghiệm nhiều năm hay gì đó thì có thể lên search cái tiệm MK Hair Studio and Barber này rồi gọi vô xin việc thôi, rất là dễ. Thảo thấy chị quản lý là chị chủ đây cũng rất là dễ thương. Chắc mà môi trường làm việc chắc cũng tốt lắm á. Mình xong mà mình comfortable với công việc với lại mình take care khách hàng. Good là coi như là ở đây được cái là xin lỗi khách ở đây nó cho tip good lắm á. Bây giờ tại vì cái tiệm nó sang nên tụi nên mà khách mà Mỹ trắng nó vô mà nó thấy cái giá nó rẻ cái nó chợ cái giá mày good quá rồi cái thành ra mình thấy tiệm sang cái chợ nó cho mình good, đôi khi mình làm một ngày tính chip good lắm á. Có cắt tóc nào không?
Hả? Có cắt tóc nam không? Ở đây thì bao giờ là tóc nam nhiều lắm. Không, cô, giờ có cắt luôn không? Cắt... Không, bây giờ thì đang... ok à? Bây giờ đang bệnh. Cắt giùm xíu đi. Không, bây giờ đang bệnh. Tóc dài quá, xin cắt không cho cắt. Không sao đâu, đẹp trai rồi, đẹp trai rồi, không cần. Có người đẹp kia cắt tóc đẹp lắm á. Ừ, người đẹp kia vừa cắt tóc đẹp. Yeah. Đó quá, rồi. Giới tiệm luôn, xin cắt không cho cắt. Không, không cho cắt, không thèm cắt nữa. Không thèm cắt. Nói đùa vậy chứ mở cái tiệm mà spend nhiều tiền như vậy họ cũng phải nhắm cái địa điểm nó good. Nên không có sợ đâu. Nếu mà các bạn nào mà cần có việc mà có khách của mình nó cứ việc mang tới đây. Các bạn sẽ thoải mái làm việc ở đây, không có khó đâu. Ở đây không ai chỉ cần tôi dễ lắm, sao cũng được. Còn đó thấy yên tâm rồi đó nha. Sao cũng được. Thấy ok rồi đó nha. Miễn sao mà cứ vui vẻ làm việc với nhau thôi. Tiệm này là ở khu Cypress nha các anh chị. Cho nên các anh chị nào mà có nghề hớt tóc mà có kinh nghiệm á, thì có thể liên hệ với tiệm này. Đi làm gần nhà, môi trường tốt. Cho nên là nhớ liên hệ nha. Sẵn em giới thiệu cái máy này luôn nè. Cái máy này là công ty Phá Xôi mới vừa ra luôn. Dành cho mấy cái tiệm nail, tiệm tóc mà như mình tự quản lý. Thì nó giống như nó di động, nó đem ra đem vô được đó chị. Dạ. Là có thông tin khách này kia ở trên đây luôn. Là mình có thể vô đây mình bấm vô. Rồi mình check out, mình scan ticket, mình check out cho khách trên đây. Giống như thay vì mình phải có cái máy tính tiền ở ngoài vầy giống vậy. Thì mình có thể đem vô tận nơi cho khách luôn. Dạ. Thì nó rất là di động mà nó gọn nhẹ tiện. Mình cũng đi nhiều nơi mà mình cũng thấy người ta làm vậy, thấy nó rất là convenient, thấy nó rất là nó tiện cho người khách mà cũng tiện cho người chủ nữa. Là mình cứ cần gì phải chạy ra đằng trước thì có cái máy này thì mình xách ra đằng sau. Cái này người ta nó nhỏ như cái phone vậy các anh chị đó. Đúng rồi. Cái phone có thể còn lớn hơn nó nữa nha. Cái này nó rất là nhỏ và gọn luôn. Nếu như mình đem ra đem vô này kia tính tiền cho khách trên đây luôn. Thì cũng giới thiệu các bạn. Cái máy này cho các tiệm rất là tốt. Mà tiện để cho vừa khách hàng mà vừa cho mình khỏi phải khi mà mình bận rồi mình khỏi phải chạy đằng trước mà mình có thể check in tại chỗ luôn cho khách hàng. Thì cái đó là cái điều mà đỡ cho cái thời gian của mình. Thì đây cũng là một cái máy để tiện cho quý vị nào tiệm nào chưa có thì cũng nên có một cái. Ok, thì cảm ơn chị Mary đã dành những cái lời rất là tốt đẹp cho công ty Fast Boy. Thì sẵn đây thôi cũng xin giới thiệu với các anh chị một cái sản phẩm mới của công ty Fast Boy luôn, là một cái máy là di động thuận tiện đó. Các anh chị có thấy cái máy này là Pax A77 nha các anh chị. Và công ty Fastboy vừa mới launching cái phần mềm BOS ở trên cái máy này luôn. Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là giờ các anh chị chỉ cần một cái máy nhỏ gọn như thế này thôi, không cần phải sử dụng những cái máy lớn nữa, là có thể tính tiền này kia ở trong tiệm rất là tiện lợi đó. Các anh chị thấy tất cả thông tin đều được đưa thẳng lên máy này luôn rồi. Mình có thể chọn khách, rồi chọn thợ nào làm, rồi chọn dịch vụ nào ở trong đây luôn. Có số tiền này kia rất là rõ ràng, rồi bấm tính tiền thẳng ở trên đây luôn. Cái máy này nó nhận tất cả các loại payment luôn nha các anh chị. Google Pay, Apple Pay này kia nó có nè, có contactless nè. Cái này là nó tap được luôn nè các anh chị. Cho nên tất cả các loại payment giống như là Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay gì đó là nó đều có thể nhận được. Rồi có khe để nhét chip này kia, nói chung là tất cả các loại thẻ đều nhận được luôn. Và cái mức giá cho cái sản phẩm mới, thiết bị mới này nó rất là rẻ, rất là thích hợp cho tất cả các anh chị có thể bắt đầu sử dụng luôn. Thảo xin công bố luôn, đó là mức giá $399. $399 này là dành cho cái tiền mua phần mềm này trọn đời. Các anh chị chỉ cần bỏ ra một lần thôi thì có thể sử dụng cái phần mềm này trọn đời. Còn cái thiết bị, cái máy này thì công ty Fastboy sẽ tặng luôn cho các anh chị nha. Và cái giá trị của cái máy này trên thị trường hiện nay đang bán là khoảng từ 420 đến 450 nha các anh chị. Là họ đang bán trên thị trường cái máy này. Thì cái deal công ty Fastboy dành cho các anh chị nó rất là tốt. Tôi xin nhắc lại là $399 cho cái license của cái phần mềm này, sử dụng trọn đời luôn, chỉ cần mua một lần thôi. Và cái máy thiết bị để sử dụng thì sẽ được tặng free luôn cho các anh chị, miễn là các anh chị đăng ký vào merchant của công ty Fastboy thôi. Thì sẵn đây Thảo review thêm một chút về cái máy này luôn. Cái máy này nó rất là gọn nhẹ và thuận tiện cho tiệm nha các anh chị. Đó, Thảo so sánh nói với cái phone nè. Đó, cái iPhone nè, nó còn nhỏ hơn cái iPhone luôn nha các anh chị. Và nó rất là gọn nhẹ, thuận tiện. Thì cái máy này Thảo thấy đặc biệt thuận lợi cho những tiệm nào giống như là có dưới 10 thợ, có dưới 10 ghế, khoảng 5-7 thợ gì đó. Thì các anh chị có thể bỏ ra một số tiền đầu tư nó rất là nhỏ thôi, chỉ có $399 để mà đăng ký được cái chương trình này và được cho tặng cái máy này free luôn thì mình có thể xài thử. Thì đối với những tiệm lớn hơn thì mình có thể mua 2 máy, 3 máy, hoặc là những tiệm giống như 5-60 ghế thì mình có thể, ngoài những cái bộ BS lớn thì mình có thể mua kèm thêm khoảng 1-2 cái máy này nhỏ để mình di chuyển này kia thuận lợi trong tiệm để mình hỗ trợ đều được. Thì những cái máy nhỏ này nó cũng sẽ hoạt động đồng thời với những cái máy lớn luôn nha anh chị. Tất cả dữ liệu nó sẽ được xin với nhau hết luôn. Thì mình sẽ có thể sử dụng máy lớn và kèm theo 2-3 máy nhỏ này cũng được luôn. Và có thể sử dụng một mình máy này một mình cũng được luôn nha các anh chị.
Thì sẵn đây Thảo rất là vui vì thời gian qua công ty Fastvoice cũng giúp được cho rất là nhiều anh chị chủ tiệm nail có được cái giá phí cà thẻ rẻ, cũng như là phát hiện ra được nhiều cái ẩn phí ở trong cái statement của mình. Thì cũng rất là nhiều các anh chị đã gửi những cái statement merchant về cho công ty Fastvoice và được phân tích ra, thì Thảo sẽ cho các anh chị xem thử luôn. Đó, đó giống như có những cái tiệm giống vậy nè các anh chị, là sẽ gửi những cái statement cũ về cho Fastvoice và công ty Fastvoice check rồi và ra được những cái ẩn phí giống như vậy. Thì sau khi họ gửi những cái statement về thì công ty mới phát hiện ra là cái chấm của họ đang trả rất là cao, là 3.12% luôn. Thì công ty làm việc và ra được một cái mức phí mới cho họ offer là 1.93%. Thì đối với cái tiệm này họ tiết kiệm được rất là nhiều nha các anh chị. Đó, một tháng là 400 đô. Trong vòng một năm họ có thể tiết kiệm gần 5.000 đô và trong vòng 3 năm là 15.000 đô luôn các anh chị. Phải nói là những cái điều này là mình không để ý thôi, nhưng mà nếu mà mình biết thì nó sẽ tiết kiệm cho tiệm mình rất là nhiều luôn. Đó, có rất là nhiều trường hợp. Đó, một tiệm khác nữa là từ 2.92% Fastvoice offer xuống 1.98% và mỗi tháng tiết kiệm được hơn 100 đô. Rất là nhiều tiệm 2.68 xuống 1.8 nè, 2.62 xuống 2 chấm nè, 2.38 xuống 1.92 nè, 2.35 xuống 1.94. Đó, rất là nhiều tiệm luôn. Thì có nhiều anh chị chủ tiệm khi mà gửi những cái statement về cho Fastvoice thì cũng tâm sự là họ không ngờ là khi mà Fastvoice gửi cái report về cho họ là họ không ngờ cái tiệm của họ đang phải trả cái nhiều ẩn phí như vậy. Họ chỉ nghĩ là như cái mức phí họ trả là giống như những gì những cái người bán máy cà thẻ hứa cho họ thôi, nhưng mà thật ra ngoài cái đó nó còn rất là nhiều cái ẩn phí khác nữa mà họ không có biết. Thì khi mà Fastvoice gửi những cái report vào thì họ rất là bất ngờ luôn, và họ cũng rất là happy, họ rất là vui vì Fastvoice đã giúp họ tiết kiệm được một cái khoản đó. Rồi thì thẳng đây Thảo xin nói về cái chương trình đặc biệt mà Fastvoice đang làm luôn, là giúp hỗ trợ kiểm tra ẩn phí merchant cho tất cả các tiệm nail nha các anh chị. Các anh chị có thể nhắn tin về số này 832-984-6082. Các anh chị có thể nhắn tin cái băng statement 2 tháng gần nhất về cho cái số này nha các anh chị. Thì công ty Fastvoice sẽ kiểm tra và nhắn lại những cái report cho các anh chị, giống như những cái report mà Thảo đã show cho các anh chị thấy hồi nãy đó. Thì các anh chị nào muốn biết mình cái phí cà thẻ của mình đang trả có bị quá mắc hay không, cũng như là có cái ẩn phí hoặc cái phụ phí nào mà mình không biết hay không, thì có thể gửi về cái số điện thoại này ha. Cái chương trình này công ty Fastvoice ra là không phải là ép buộc các anh chị phải sử dụng, phải đổi qua xài cái dịch vụ cà thẻ của công ty, nhưng mà cái mục tiêu là muốn giúp cho tất cả mọi người biết cái mức phí của mình trả có đúng hay không, có tốt, thực sự tốt chưa hay không, hoặc là có bất kỳ cái ẩn phí hoặc cái phụ phí nào hay không. Cho nên các anh chị cũng đừng có ngại mà nhắn tin về cho công ty, thì công ty sẽ giúp mình làm hoàn toàn miễn phí và gửi những cái report về cho mình, không cần phải ép mình chuyển qua gì hết. Mình có thể sử dụng những cái report đó để mình nói chuyện lại với những người đang bán máy cà thẻ cho mình, hoặc là nếu mà thấy cái dịch vụ bên công ty ok thì cũng có thể switch qua công ty, thì cái đó tùy mọi người. Mọi người nhớ nhắn tin vào cái số này ha, để mà công ty Fastvoice có thể kiểm tra cái ẩn phí cho mình rất là nhanh chóng và rất là gọn gàng. Ok, Thảo xin cảm ơn các anh chị đã xem đến giờ phút này của video. Thảo xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo nha.